Dạ vâng, tiếp với cái hành trình đi review bất động sản thì hôm nay em ghé cái khu đô thị VCN Phước Long 1 thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Em sẽ gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất hai mặt tiền giá khá là tốt luôn. Đặc biệt là nó gần đường Vành Đai 2 và sông Quảng Trường nha quý cô chú anh chị. Đó. Như ở phía trước kia là đường Vành Đai 2, sông Quảng Trường phía đó. Gần sông nên là khí hậu rất là mát luôn. Hiện tại thì gió quá trời luôn. Từ cái vị trí lô đất đi ra sông Quảng Trường đó thì khoảng độ hơn 100 mét thôi. Phía bên tay trái em đây là một cái công viên nhỏ nhỏ xinh xinh, và đặc biệt là cũng được bên chủ đầu tư thì họ trang bị khá là nhiều dụng cụ để tập thể dục nè. Nên là quý cô chú anh chị mà nhà ở đây thì có một cái vị trí để tập thể dục, vui chơi, giải trí là quá là tuyệt vời luôn ha. Còn phía trước mặt kia, cái tòa nhà cao tầng đó chính là tòa CT2 VCN Phước Long. Đang thi công cũng sắp xong rồi. Dự kiến là trong năm nay là sẽ bàn giao cho quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Một cái vị trí gần sông nên là cũng rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị mình sở hữu để đầu tư, an cư lập nghiệp. Nếu mà quý cô chú anh chị mình có quan tâm tới cái vị trí CT2 VCM Phước Long đây thì cứ inbox cho em. Em sẽ gửi thông tin cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo ha. Và cũng tại vị trí này, di chuyển đi ra hướng vành đai, di chuyển ra kia khoảng độ hơn 200 mét thì ngoài kia là có cái tòa CT1 Riverside Luxury. Cái tòa đó thì căn hộ cao cấp hơn. Thì căn hộ đó thì cũng đã bàn giao cho quý nhà đầu tư rồi. Hiện tại thì cũng có dân cư sinh sống. Đường này là đường C3. Ở đây thì pháp lý là hợp đồng mua bán nha của cô chú anh chị. Hiện tại là hợp đồng mua bán, trong tương lai thì thuế rồi điều chỉnh ổn định thì sẽ cấp sổ cho quý cô chú anh chị mình ha. Nhà ở đây thiết kế thì số là một trệt hai lầu một tum, thiết kế cũng khá là đẹp. Bây giờ thì em sẽ di chuyển qua cái lô đất cho quý cô chú anh chị mình cùng xem và tham khảo ha. Chỗ căn góc đây xây rất đẹp luôn. Đường hướng lên đây là đường Lương Sĩ Cần. Di chuyển hướng lên đây. Tổng quan cái khu vực xung quanh ha. Đây là cái vị trí lô góc hôm nay em gửi đến cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo ạ. Ngay cái vị trí lô góc nên là xe cộ đi lại liên tục nên là hơi ồn một tí, quý cô chú anh chị thông cảm cho em ha. Em thấy xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của em. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh á, thì đừng quên đăng ký ủng hộ em thế nhé. Em thấy mỗi nút của quý cô chú anh chị thì tạo động lực cho em ra nhiều video và tiếp tục với cái hành trình của mình ạ. Lô này thì có tổng diện tích là 90,5 m2. Giá thì khá tốt luôn. Chỉ 5 tỷ 6, lúc trước là 5 tỷ 8, gia chủ giảm 200 triệu. Bây giờ chỉ còn 5 tỷ 6, giá này thì đã bao ít cọc rồi. Này thì nó nằm trên cái trục đường là đường A2, đây là đường A2. Hướng bên này là hướng Tây Bắc nha của cô chú anh chị. Còn hướng bên này là hướng Tây Nam. Ở đây thì dân cư hiện hữu cũng khá là nhiều. Em sẽ di chuyển qua bên này cho quý cô chú anh chị mình cùng xem phía bên này. Cái đường đây thì di chuyển ra đây thì ra cái đường cái mặt mặt tiền của tòa CT2 VCN Phước Long.
đường phía nữa là đường số 23. Xung quanh đây thì họ đang xây nhà cũng khá là nhiều. Ở phía bên đây họ đang xây nhà quá trời luôn. Đó, cái mặt tiền cái của tòa CT2 đây. Chỗ này thì di chuyển ra chỗ đường Vành Đai 2 thì cũng còn độ hơn 100m thôi. Đó, cái mặt tiền của tòa CT2 đó của cô chú anh chị ha. Đang thi công gấp rút. Đã sơn rồi. Cũng sắp hoàn thiện. Với mức giá chỉ 5 tỷ 6 mà sở hữu cái lô góc hai mặt tiền, một cái vị trí cũng khá là đắc địa, thì em thấy thì cũng rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị mình sở hữu để đầu tư hoặc là xây nhà ở. Đầu tư thì em thấy khuyên là với thị trường hiện tại thì quý cô chú anh chị mình nên đầu tư để lâu dài ha. Tại vì thị trường bây giờ thì nên để lâu dài, tiềm năng sinh lời thì sẽ khá là cao. Xây nhà tại vị trí này cũng khá là ok. Mặt tiền, hai mặt tiền nên là cũng phù hợp để xây kinh doanh, mở văn phòng công ty hoặc là quán cà phê, quán ăn gì đó. Nói chung là tùy vào cái hướng của quý cô chú anh chị mình ha. Phía bên này là cái khu đô thị Hoàng Long. Di chuyển vô phía qua Hoàng Long là khu đô thị Vincent Phước Long 2. Bên đó thì có khu tái định cư nữa. Di chuyển hướng đường 28 thì có khu đô thị Phước Long. Nói chung các cái khu lân cận. Còn nhà phía bên ngoài kia là có khu đô thị Hà Quang, Mỹ Gia, Vincent Phước Hải, vân vân. Nói chung là ở đây bọc theo cái con sông Quán Trường này thì khá là nhiều khu đô thị luôn. Đa số thì pháp lý là hợp đồng mua bán, chỉ có một số cái khu đô thị có sổ như là An Bình Tân, An Bình Tân phía bên này luôn nha của cô chú anh chị, phía bên tay trái em đây luôn, An Bình Tân, khu đô thị Phước Long. Nói chung là An Bình Tân thì sau này cũng ngưng rồi, lúc trước thì cấp sổ, cũng giống như khu đô thị Hai Quang 1 thì lúc trước cũng cấp sổ nhưng bây giờ ngưng, đang điều chỉnh thuế. Đa số là đã bị ngưng để điều chỉnh thuế, sau này sẽ cấp sổ lại ha. Bây giờ thì em sẽ nói một số tiện ích ở xung quanh đây cho quý cô chú anh chị mình cũng biết ha. Từ cái vị trí lô đất này mình di chuyển đi xuống biển thì khoảng độ hơn 2 cây số, tầm 2 cây số rưỡi, và cũng tầm trong bán kính 2 cây số rưỡi thì có đầy đủ các cái tiện ích luôn, như là trường học các cấp, chợ, bệnh viện, quán xá, cà phê, vân vân, khá là đầy đủ. Di chuyển đi xuống cảng Hòn Rớ thì khoảng độ là hơn 3 cây số. Di chuyển vô sân bay á, thì tầm 40 phút di chuyển ô tô nha của cô chú anh chị, và lên quốc lộ 1A thì khoảng tầm là hơn 10 cây số. Đó, vừa qua thì em cũng giới thiệu qua các cái tiện ích chính. Di chuyển xuống ga thì khoảng độ là chưa tới 10 phút đi xe máy nha của cô chú anh chị, ga Nha Trang á. Ở đây thì mấy cái tòa nhà đây cũng khá là đẹp luôn. Tổng quan khối lượng xe đi lại liên tục luôn, cũng khá là nhiều. Đây là chưa có thông thoáng, mai mốt thông thoáng thì sẽ đông đúc hơn. Ở hướng bên đường B4 bên kia thì có B4 bên kia, sau các cái trụ kia thì có cái trường mầm non nha của cô chú anh chị, trường mầm non nắp buồn. Từ đây di chuyển qua đó thì khoảng độ vòng thì tầm hơn 200m. Tương lai thì thông thoáng các vị trí thì sẽ tiện hơn, gần hơn. Đó, đây nhìn thấy.
tổng quan cái lô đất ạ. Dạ vâng, em xin nhắc lại thông tin cái lô đất này với tổng diện tích là 90,5 hướng Tây Nam và Tây Bắc, hai mặt tiền. Hiện tại thì chủ đang cần tiền, giảm 200 triệu từ 5 tỷ 8, bây giờ là bán 5 tỷ 6 thôi. Đặc biệt là có thể là còn bớt lọc cho quý cô chú anh chị mình thiện chí. Dạ vâng, sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy lô đất này nó phù hợp với tâm tài chính và nhu cầu thì hãy alo cho em với số điện thoại là 0356 04325 nhé.